Mở mộ Pharaoh Tutankhamun, chuyên gia ngỡ ngàng thấy điều không tê. Lăng mộ Pharaoh Tutankhamun nổi tiếng Ai Cập cổ đại được phát hiện vào ngày 4 tháng 11 năm 1922 tại thung lũng các vị vua, Luxor, Ai Cập. Nhà khảo cổ học Howard Carter và nhóm của ông đã tìm thấy lăng mộ vẹn nguyên của vị Pharaoh này. Tutankhamun hay còn được gọi vua Tut là một trong những vị Pharaoh vĩ đại và nổi tiếng nhất từng trị vì Ai Cập cổ đại. Ông lên nắm quyền vào năm 89 tuổi sau khi vua cha Pharaoh Akhenaten băng hà vào khoảng năm 1334 trước công nguyên. Theo các sử liệu, Pharaoh Tutankhamun cai trị Ai Cập cổ đại trong 10 năm cho đến khi ông qua đời năm 19 tuổi, tức năm 1324 trước công nguyên. Việc tìm thấy nơi an nghỉ ngàn thu của ông hoàng này trở thành một trong những khám phá khảo cổ học quan trọng nhất trong thế kỷ 20. Sau khi mở niêm phong ở lối vào lăng mộ, nhóm của nhà khảo cổ học Howard Carter bắt đầu cuộc khai quật. Họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy kho báu khổng lồ ở bên trong. Các chuyên gia mất vài năm để đưa các cổ vật ra bên ngoài, phân loại, sắp xếp theo từng hạng mục. Theo ước tính, bên trong lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun có khoảng 5.398 đồ vật tùy táng, gồm vàng bạc, châu báu, ngai vàng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày như quần áo, giày dép, bàn ghế, gậy trống. Số đồ tùy táng đồ sộ này cho thấy khi còn sống, ông hoàng này vô cùng giàu có và quyền lực. Một trong những khám phá quan trọng nhất là việc tìm thấy xác ướp Pharaoh Tutankhamun được đặt trong 3 lớp quan tài quý giá. Các phân tích, kiểm tra xác ướp cho thấy vị Pharaoh Ai Cập này là con của Pharaoh Akhenaten với người chị em ruột. Kết quả chụp CT cho thấy Pharaoh Tutankhamun bị gãy chân trái và nhiễm trùng. Trong khi đó, kết quả phân tích ADN hé lộ bằng chứng về việc Tutankhamun đã mắc bệnh nhiễm trùng sốt rét. Ngoài xác ướp Pharaoh Tutankhamun, các chuyên gia còn tìm thấy xác ướp của hai thai nhi. Sau một loạt kiểm tra, họ xác định đó là hai bé gái là con gái của vua Tut. Một thai nhi chết trong bụng mẹ khi khoảng 4 tháng tuổi và thai nhi còn lại đủ 9 tháng tuổi nhưng chưa kịp chào đời thì đã mất mạng. Theo các chuyên gia, hai con gái được chôn cùng Pharaoh Tutankhamun có thể liên quan đến vấn đề tôn giáo. Họ có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc hành trình sang thế giới bên kia của cha. Điều này xuất phát từ việc người Ai Cập quan niệm phụ nữ và trẻ em gái thường đóng vai trò bảo vệ khi người cha sang cõi âm. Một khám phá thú vị khác là các chuyên gia tìm thấy một con dao găm với lưỡi sắt được đặt ở đùi phải của Pharaoh Tutankhamun. Loại sắt được sử dụng để chế tạo con dao găm này đến từ một thiên thạch. Ngoài ra, các chuyên gia còn tìm thấy một con dao găm có lưỡi và phần cán làm từ vàng, được chạm khắc tinh xảo đặt trên bụng của Tutankhamun. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.